Sự học và những bạn kiểu video trên TikTok phần 10. Ăn chay nước ngọt. Điên quá điên rồi. Thời của tao á mà có đói á thì cũng chỉ ăn cơm độn sắn thôi. Chứ bây giờ dịch giả mà mày đói mày ăn luôn chai nước ngọt thì tao thua mày luôn rồi. Đó là mẹ tôi nói. Kiếm chứ. Sự học và những món review trên TikTok phòng 25. Viên nước uống này cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn. Được bao bọc bởi một lớp màng mỏng trong suốt. Lớp màng này không có mùi, không có vị. Và nếu mọi người nhìn kỹ thì bên trong những bong bóng này nó còn những cái bọt ga. Rất là tuyệt khi mình được ăn cái bong bóng nước mà mình đã mong chờ bấy lâu nay. Kiểm chứng. Sự học và những món review trên TikTok phần 34. 1 2 3 vô. Xin vĩnh biệt cô. Kiểm chứng. Sự học và những món review trên TikTok phần 38. Cơm sữa. Bữa nay là tôi tâm đắc với cái món này đó. Tôi ăn tôi chịu ở nhà. Chứ bữa nay tôi làm là mai mốt là tôi làm nữa đó. Ngon. Kiểm chứng. Nghe nói dạo này cậu cả hay lấy tiền cho mẹ đi ba ha. Chỗ nào tôi cũng thấy cậu cả, từ vũ trường khách sạn đến gara. Cậu cả khoa nhà khoe xe mà nhưng nợ tôi cả năm cậu lâu trả. Cậu cả vứt tiền cho ba đi nhưng giấy nợ tôi thì cậu vứt đâu hả? Hôm qua anh đi vào. Sự thật về những món review trên TikTok phần 45. Ăn mì gói với nước ngọt một món mới ăn cực ngon. Kiểm chứng. Xe nhập. Sự học và những món review trên TikTok phần 52. Cái gì? Làm bắp rang bơ từ đậu xanh hả? Lần đầu mới thấy luôn á. Kiểm chứng. Bắp rang bơ. Tới rồi bác tài ơi. Sự học và những món review trên TikTok phần 54. Cái gì? Gạo mà nấu với xì tin được luôn á. Để mình làm thử nha. Ôi màu sắc quá đẹp luôn mọi người. Ôi quá ngon luôn mọi người. Kiểm chứng. Tình yêu như đĩa thịt gà. Người trẻ áo hức người già. Quê. Ngon quá. Tới luôn bác tài ơi. Sự học và những món review trên TikTok phần 55. Cung Minh Lâm thử chocolate sô cô la đang hot gần đây chỉ với hai nguyên liệu là sữa đặc và bột cacao. Chocolate khi lần sau thì nó rất là đậm vị sô cô la và nó hòa quyện giữa vị đắng và vị ngọt rất là vừa phải. Kiểm chứng. Sự học về những món review trên TikTok phần 57. Trong các loại bánh, tuyền thích nhất là bánh chị. Bánh này thì các bạn ở Bình Dương sẽ biết rành hơn. Bên ngoài giòn, bên trong dẻo dai, tạo nên một bức tranh phong cảnh thật là hài hòa. Kiểm chứng. Sự học và những món review trên TikTok phần 60. Bánh gạo xiên que làm từ bánh chén ăn rất là bánh chén luôn. Kiểm chứng. Sự học và những món review trên TikTok phần 61. Vừa tham khảo được cái công thức mì này của bạn Ngọc Khánh, công thức này ngon cực, mọi người phải thử ngay nhá, thử ngay, chắc chắn là phải thử đấy. Kiếm chứ. Follow
sự thật về những món chịu view trên TikTok phần xám 2. Cá viên chiên sốt mắm tỏi phiên bản làm từ mì gói, ăn rất là mì gói luôn, kiểm chứng. Sự học và những món chịu view trên TikTok phần 65. Pizza mì sống, một món mới từ mì gói, vị rất là mì gói luôn, kiểu chứ. Sự học và những món chịu view trên TikTok phần 67. Trứng chiên đậu bắp, một món mới siêu dễ làm, ăn cực ngon mà lại không ngán. Tiki Connect của Hello, kiếm chứ. Cảm ơn Tiki, hàng chính hãng hàng chuẩn, giao nhanh trong 2 giờ đã Trung Quốc có đủ nguyên liệu để kiểm chứng món này nha. Và sắp tới Tiki Mega Sale 11 tháng 11 có các cấp bên từ 1,1 triệu tới re-ship không đồng luôn đó các bạn ơi. Sự thật về những món chịu view trên TikTok phần 68. Ui, làm viên chiên từ cá mòi được luôn hả? Đậm đầu mới thấy luôn á, vị như thế nào trời, thử nha, kiểm chứng. Sự học và những món chịu view trên TikTok phần 69. Một chiếc bánh không nồi nướng, không nồi chiên, không dầu, cũng không cần nhồi bột luôn, mà còn cực kỳ ngon nữa. Ta không biết phải diễn tả sao cho mọi người hiểu được cái sự ngon này nữa, nhưng mà mọi người nhớ làm thử nha. Sự thật về những món chịu view trên TikTok phần 77. Bánh mì Milo chiên làm từ Milo, vị rất là Milo luôn, kiểm chứng. Sự thật về những món chịu view trên TikTok phần 78. Sợi nách khoai lang tím làm từ khoai lang, vị rất là bánh chén luôn, kiểm chứng.